ra tiếng. Trong túi sách. Túi sách. Cầm cầm đồ lạnh theo em. Cái tiếng chuyện này hay á, dễ thương á. Xưa mà leo lên thấy quả luôn rồi đấy. Bao mười lần. Nặng quá hả? Ta có đẩy hả? Đâu đâu? Vũ ý là bả đi đâu rồi? Rồi đây đẩy 1, 2, 3. Ở ba cầu thủ đó là ông mình ba. Ủa tôi biết cái gì vậy? Cái ấy là cái điểm gì đâu? Cái ấy là cái điểm luôn. Con cái vỏ bỏ vô trong cái dĩa luôn đi con. Rồi tí nữa mình dọn con dĩa. Thấy mềm vậy là dơ. Bày chà lắm. Cái miếng ớt, ớt. Còn bên kia với lại nước ngọt mới bỏ vô chưa lấy được nghe không? Cho mấy bà uống. Nó như bằng hơn cái tay mình chút nó đeo trên ngực nó đi như búp bê á.
nó đi dưới biển á. Tại sao nó tiếng Việt giỏi chứ không? Tôi giảm cái đó đến đột một cái là quăng thằng bé luôn á. Cháu mấy tháng rồi đó em? Dạ 4. Công nhận giỏi. Cái nước ở đây nó hơi lặn đó nha. Nước xuống rồi. Đây là du lịch hướng dương. Du lịch hướng dương. Coi như mọi người giữ sao kể cho nó chơi những dạng gì. Chưa đâu, nó dân tộc nó chưa nói được. Đó, em nói là từ đó em nói là cổ tập gần hết rồi. Có những cái được cổ tập gần hết rồi hả? Đúng rồi. Cá chẽm á, cá chẽm ăn bún. Quá ngon. Thôi, nè. Cá đẹp đẹp nữa, ăn thử nó ra sao nha. Cái món đó, cá bông, bông á. Cái món cái đó là cá chẽm cá kia hả? Ăn luôn, ăn cá, bóc cá. Bóc mấy cá coi. Ăn cá nướng mà ăn bóc ngon lắm. Dạ, mình ăn nhem bên đây. Rồi. Từ từ, bánh nhờ. Ôi, đánh rồi. Người là ké vô vào. Và đặt theo. Nãy cái bốn người là coi như. Ủa đẹp quá, phú quá, vừa ghi vô đây, nhưng may đúng lên thôi. Thank you.